À, chị Chi ơi, ngày 8, bữa nay ngày 9 hả? Ngày 9 tháng 12 2019 ngày gì Chi? Mần heo da dày nên sáng sớm chưa bắt chân và ăn thịt heo. Dĩa thịt heo hồi nãy đây, nha. Thấy không? Da dày. Nước mắm ớt. Ăn thử heo buổi sáng. Giờ sáng ngày ăn thịt heo luôn rồi. Đây nha, đây là phần da, đây là phần mỡ, ba chỉ em lấy miếng ba chỉ ha. Thịt rồi ăn, nhiều khi mình thấy da dày mình tưởng nó dai thì nó giòn lắm. Giòn ngon lắm. Giờ chị coi nha, đó cái khớp dưới này là da nè, thấy nó dày đó nhưng mà nó giòn khấu à. Tới nữa là ba chỉ. Này cái khớp này là da nè, trong này ba chỉ nè, này thịt nè. Mình nhìn da cho chỗ chứ vậy đó. Em luộc chưa được 5 phút nha, giòn lắm. Khá ăn hai miếng này phải ăn tô cháo luôn. Giòn lắm chị ơi, mềm lắm. Ngon ghê luôn, làm miếng nữa nha. Làm miếng ra không luôn. Ok chị ha. Rồi. Rồi.